Phía trước chiếc xe khách này căng một tấm băng rôn đoàn từ thiện hướng về Sài Gòn. Có điều nội dung chỉ đúng một nửa, đúng là hướng về Sài Gòn, còn đoàn từ thiện thì chẳng thấy đâu. Bằng chứng là trên các thùng hàng đều có tên, số điện thoại người gửi, người nhận như bao xe chở hàng khác. Tương tự, chiếc xe này thì có băng rôn, có hai vế, chuyến xe không đồng và tôi yêu Sài Gòn. Vế sau thì có thể đúng, chứ vế trước hình như hơi sai sai. Còn tấm băng rôn phía trước chiếc xe này thì không cần nói gì nhiều, không rõ anh đánh máy nào đó đã vội vàng nên còn sai chính tả trên băng rôn. Còn đây là những gì được cơ quan chức năng lấy xuống từ trên một chiếc xe, hoàn toàn là hàng hóa ghi rõ tên người gửi và người nhận. Ông Lê Minh Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 26 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19, đoàn kiểm tra của phường liên tục ghi nhận có nhiều xe ô tô từ thiện trá hình để qua chốt kiểm soát vào địa bàn phường và giao nhận chui. Để qua mắt lực lượng chức năng, các xe này thường căng băng rôn cho giống xe chở hàng từ thiện. Sau đó, các xe này đậu tại công viên Tầm Vu và bãi đất trống trong hẻm 184 Nguyễn Xí để người dân đến nhận hàng rất lộn xộn. Thậm chí khi thấy lực lượng chức năng, tài xế thường tìm cách bỏ chạy rồi bỏ lại toàn bộ hàng hóa. Lực lượng chức năng phải vận chuyển số hàng hóa đó về phường. Người dân gọi qua nhà xe nhận hàng thì nhà xe chỉ qua phường để nhận. Vì chủ yếu là hàng thực phẩm nên phường 26 lại phải vất vả giao hàng lại cho bà con. Theo Ủy ban nhân dân phường 26, trường hợp này rất khó để xử lý, nhất là khi phường tập trung phòng chống dịch mà các nhà xe thì tìm đủ cách đối phó.